Nghe chưa anh Cao xin nghe. Vâng, chào vâng. Chào em nhé. Vâng ạ. Ừ, em ơi chị có chồng chị bị ung thư thực quản nên giờ đang muốn ăn cho cái chế độ nó đỡ để nó tác động đến nó lớn nhanh cái tế bào vâng. Muốn ăn theo cái thực dưỡng này vâng. Nó có nhiều chất. Vâng. Anh nhà mình là chị. Thế anh hiện tại thì anh có đang hóa xạ chị không chị? Có hát sinh xạ chị vừa mới nghỉ được một tháng đang mai ngày kia lại bắt đầu lại hai đi khám lại thì cái này đi khám lại thì cái sản phẩm Nutrien Can ấy thì tức là nó sẽ hỗ trợ là cung cấp cái protein từ thực vật đấy, nó sẽ thêm có cái hóa chất quý beta glucan đấy, nó giúp mình tăng cường cái sức đề kháng đấy. Tại vì với những người mà bị ca đấy thì thông thường là cái sức đề kháng rất là quan trọng thì mình mới có thể là tham gia vào cái quá trình hóa xạ trị. Thì chị sử dụng cái này thì nó có cái beta glucan đấy. Thì ở trong y học thì beta glucan nó hỗ trợ là tăng cường cái sức đề kháng, tăng cái lượng tế bào tốt ở trong cơ thể đấy chị. Thì chị sử dụng cho em là anh hiện tại thì có ăn uống bình thường được không chị? Anh ăn uống bình thường. Vâng. Thế thì anh chỉ cho anh bổ sung thêm là vào bữa sáng mình thay thế bữa ăn sáng và bữa chiều 3 đến 5 giờ chiều nhé, hoặc là bữa tối. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là bữa tối thì chị cho anh uống, nếu mà chị cho anh uống ấy thì cho cách giấc ngủ của mình 1-2 tiếng nhé. Để cái quá trình cái này ăn là buổi sáng thay bữa sáng được không? Được ạ, thay thế bữa ăn sáng được chị. Thì đối với đàn ông ấy, thì là mình pha 3 thìa cho em. Đấy, còn bình thường người thông thường thì mình pha 2 thìa thôi. Còn người anh thì chỉ cứ pha 3 thìa, khoảng tầm 200-300 ml nước này. Mình pha nào cũng được, thì nước ấm hay là nước hoa quả đều được chị ạ. Cái này thì không quan trọng đâu. Tại vì kể cả pha với lại nước đun sôi để nguội thì nó tan mà. Cái này của nó là một cái hộp của nó là một người có thể ăn được bao nhiêu bữa thì hết một hộp? Thông thường thì với tình trạng để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng thì mình sẽ phải một tháng hoặc phải 3 hộp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866-218-788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Nutrien Can. Truy cập website nutriencan.com.vn để biết thêm chi tiết. Nutrien Can, thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.